Dạ, Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và toàn thể các vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Nhàn, năm nay em 24 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Dạ, đây là chồng em. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Kiều Ngọc Thắng, em 26 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm gì? Dạ, em làm bảo trì máy ở trong công ty. Bảo trì. Dạ. Nhàn đang làm gì? Dạ, em làm chung công ty với chồng em và một bộ phận sản xuất. Làm chung công ty chắc có lẽ là hai đứa gặp nhau ở trong công ty là đồng nghiệp với nhau rồi thích nhau, cua nhau và yêu nhau luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Hay không? Hay không? Gì vậy? Đắt súng luôn hả chàng? Tôi đang chơi sao đó mà trúng liền. Dạ. Rồi, bây giờ các em chia sẻ mối tình của các bạn bắt đầu như thế nào? Tuy là làm chung nhưng mà phải 1 năm sau khi vô công ty, cả hai cùng vô chung một đợt nhưng mà 1 năm sau mới gặp nhau. Chắc đeo khẩu trang hay sao không? Dạ đúng rồi. Anh hay quá. Ôi, hay quá. Trời ghét. Trời ơi, trời ơi, đi đâu đây? Đúng rồi. Chơi mà chứ mà nè, nhất nghệ tinh nhất tân binh thôi nha, làm ông mụ thôi nha chứ không làm ông thầy nha. Nhưng mà cuối cùng thì cơ duyên nào mà lại nhận ra nhau, gặp được nhau vậy? Dạ cũng một lần tình cờ là sao em có một người bạn làm chung với vợ là em cũng hay nói chuyện với anh đó lắm. Tự nhiên hôm bữa đó xui sao ấy hên sao là vợ lại đứng kế bên cái anh đó. Rồi cái em đang nói chuyện với anh đó cái em lại nhắc đến vợ. Em hỏi là ủa không biết Nhàn là ai ta. Cái anh mới quay lại anh kêu đây nè đứng kế bên nè. Lý do gì sao tự nhiên chưa gặp nhau mà lại biết Nhàn là sao? Dạ tại vì em mới vô á em làm bảo trì là em sẽ quen với lại quản lý của vợ trước. Đó, quản lý là sẽ giới thiệu vợ ngay mới vô là giới thiệu cho em luôn. Khi mà vô công ty á, là mặc đồ là không nhìn thấy mặt là chỉ có một cái thẻ tên thôi. Trên thẻ tên có cái hình đó vợ em chụp rất là nổi. Nguyên tấm hình thấy có cái mùi đỏ chét không không thấy không nhìn thấy rõ mà. Dạ nên là nhìn vô cái hình giật mình luôn. Trời ơi có đẹp thiệt không trời. Ủa nhưng mà gặp 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 thiệt ở ngoài đời nè, gặp cái mặt thiệt ở ngoài đời nè. Dạ gặp thiệt ngoài đời thì rất là hài lòng. Còn em thì sao? Dạ lần đầu tiên á em gặp ảnh thì cũng cùng cái lúc mà ảnh đứng nói chuyện với cái anh làm chung với em á, xong rồi cái chị phía bên tay phải của em cũng đang chạy chung với em thì máy bị hư, xong rồi kêu kêu ảnh qua sửa, ảnh đứng ngắm nghía sao á rồi đi kiếm lấy đồ để sửa mà lại sửa cái máy của em, xong sửa máy em xong là cái máy nó bị hư luôn, từ đó là nó hư luôn. Bình thường mới vô á là em sẽ đi tất cả các máy kiểm tra có máy nào hư không em sửa. Nhưng mà từ lúc em biết vợ em là em bỏ hết luôn, em đứng một mình chỗ máy đó em đứng suốt buổi luôn. Cái máy kia sẽ hư cãi cả luôn, bà đó. cả luôn. Đó, chỉ lo máy của bà thôi. Dạ. Rồi sau giờ làm gì có hẹn hò đi ăn đi uống ở bên ngoài không? Dạ hẹn hò thì có nhưng mà khó lắm, phải được sự đồng ý của ngoại, bà ngoại với mẹ của vợ mới được đi. Vậy là em phải tới nhà em xin phép luôn. Dạ. Rồi bữa đó là có bị bà ngoại chất vấn không? Dạ có chứ. Bữa đó là ngoại với mẹ đang ngủ trưa mà em đang đi em xông thẳng vô nhà luôn, cái chó nó sủa sùm lên cái ngoại giật mình dậy, ngoại thấy cái bắt đầu ngoại mới hỏi cái em thưa em là bạn của Nhàn. Bà ngoại bắt đầu mẹ từ trong xông ra cái hai người ngồi vô là ngồi tra khảo luôn. Ngồi kẹp luôn, ngồi tra khảo. Coi như hỏi cung luôn đó. Dạ. Mà ngoại hỏi, ngoại hỏi những cái gì, chủ yếu là ngoại hỏi cái gì? Hỏi hết tất cả luôn. Ừ. Hỏi nghề nghiệp rồi thậm chí hỏi cả lương luôn. Rồi lúc đó thì em ở đâu nhỉ? Dạ em ngồi phía sau mẹ lắng nghe thôi chứ em cũng không biết nói gì nữa. Em thấy không có căng thẳng không? Dạ cũng như bây giờ vậy, anh ngồi thẳng lưng mà mồ hôi tuôn 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 tuôn. Rồi cuối cùng có được đi không? Dạ được. Đó vậy được rồi. Ôi, vậy ngon rồi. Đó. Đúng rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Dạ được cái là tại vì em học về bên điện á Ừ. nên là nhà thì điện với điện trong nhà nó cũng hơi cũ nên là ngoại có hỏi, xong cái ngoại kêu là có sửa điện được không. Em nói là em sửa được. Xong cái ngoại kêu là vậy đi với điện hết cho trong nhà cho ngoại được không. Cái dạ, em đi được. Đó. Cái chắc ngoại có cảm tình nữa ngoại mới cho đi chơi. Đó là tạo cơ hội đó. Dạ. Vậy thì có khi nào mà
ổng có muốn xin ở nhờ ở ké không? Kiếm cớ, kiếm cớ ngủ ké có không? Dạ cũng có, nhưng đợt tụi em lúc mà mới quen là đang trong mùa mưa. Rồi anh này thì hay chở em đi làm về, về xong rồi ở lại ăn cơm tối, nói chuyện rồi khuya, khuya xong rồi lúc đó mưa nữa, anh nói là thôi bây giờ mưa rồi, không về được, thôi cho anh ở lại đi. Em nói là em không có được, ở lại ngoại chửi chết, với lại hẹn sớm người ta dị nghị nữa. Em mới nói là thôi xin ngoại đi, tại vì mấy cái chuyện đó là ngoại khó lắm. Em nghĩ là xin ngoại, ngoại sẽ không có cho. Mà không biết ảnh xin sao là ngoại cho luôn. Cho dạ. Ở trong nhà ngủ luôn? Dạ. Rồi tối đó ngủ đâu? Dạ, ngủ ở ngoài. Ngủ chắc chắn là phòng khách rồi. Nhưng mà sau đó có tìm cách dụ bà này ra ngoài ngủ luôn? Dạ, dụ thì em không có dụ mà tự mò ra. Ủa là sao? Ủa, vợ mò ra hay chồng mò vô? Vợ mò ra. Hay vậy? Dạ, cái lúc đó là trời sáng rồi. Trời sáng rồi mà anh này anh chưa có dậy. Xong rồi em mới đi ra kiểu như kêu anh dậy rồi. Mình ngồi đó mình chơi thôi chứ không có cái gì. Thế không có đụng chạm gì hết đúng không? Dạ. Thế là khó vậy, chắc hai đứa giữ gìn cho tới ngày cưới hả hay sao? Dạ. Đêm tân hôn làm sao? Dạ, đêm tân hôn thì bữa đó là bên nhà đám cưới, bên nhà em là bà con dưới quê lên, là ở đông lắm, ở nhà đông lắm. Xong cái tới khuya xe nó mới tới đón để chở mọi người về. Lúc đó là em xỉn ngủ quắc thằng câu, không còn biết gì hết à. Cái là không có gì hết. Dạ, tới lúc mà tiễn mọi người về á, là cũng phải tầm 3 giờ mấy sáng. Xong rồi bắt đầu mới vô, mới tắm rửa này kia, xong ra mới khều khều chứ. Mới có được đêm tân hôn. Dạ. Vậy là hai bạn quen nhau bao lâu? Dạ, quen nhau vừa tròn một năm. Tròn một năm. Một năm là cưới luôn. Một năm. Dạ. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi nè, có em bé chưa? Dạ chưa. Mới có một năm mà. Quen đến cưới là một năm, còn cưới tới hiện tại bây giờ là 6 tháng. Rồi thôi cứ tận hưởng đi em. Dạ. Các bạn còn quá trẻ mà đúng không? Dạ. Trong thời gian 6 tháng đó thì có chắc không có tật xấu đâu. Chắc không có khám phá gì tật xấu của nhau đúng không? Có, nhưng mà nó không có đến mức gọi là quá xấu. Không có cần. Dạ. Xấu đau xấu đớn đâu. Dạ. Dạ thì lúc quen thì cưng chiều mình hơn, nhưng mà cưới về thì cái tần số nó giảm nhẹ một chút. Bất cưng lại chút. Dạ. Tính tình là có nóng nảy tính không? Tính tình thì nóng, anh này thì anh nóng. Nhiều khi mà em làm cái gì á, ảnh kêu em làm mà em chưa có làm liền. Nhưng mà làm cho bạn hăng em thôi chứ đi làm về, kêu em đi tắm đi. Em mệt quá, em nói thôi để chờ một xíu em đi tắm, ngồi chút xíu thôi. Em xin chút xíu thôi. Mà ảnh bắt em phải đi tắm liền. Em mà không đi tắm là ảnh quạo. Có khi á là ảnh đôi co với em, coi là chừng nào em đi tắm ảnh mới chịu đi tắm. Có khi tới 1-2 giờ. Em biết cái tính ảnh thì em không tắm luôn, cứ coi ảnh chịu đựng tới bao lâu. Cái bữa đó là tới 2-3 giờ sáng. Là ngồi là bắt đầu ngứa rồi. Em thấy tội quá rồi. Nên là em đi tắm trước cho anh đi tắm. Ủa tức là em không tắm. Cứ mặc định là em phải tắm sau vợ hả? Dạ, tại vì em biết tính của vợ là vợ kiểu như là lười mà nhây á. Tức là mình cứ kêu là thôi nằm xíu, không khi nào mà tới, khi nào có việc á mới chịu đi tắm hay là rửa mặt này kia, chứ không cứ nằm lì á. Nên là em muốn cải tạo chị vợ, nhưng mà sau nhiều lần dùng nhẹ, dùng nặng, dùng mọi cách không được thì cuối cùng giờ em bực quá em lầy luôn. Lầy luôn. Tắm tắm. Dạ. Rồi còn gì nữa không nè? Có cái tật có mê game được không? Dạ chơi game thì có, lúc trước thì ảnh có chơi game chung với em. Mà chơi á, kiểu như em không chơi theo kiểu của ảnh á, thì ảnh thua, ảnh quạo. Tới bây giờ em xóa game luôn rồi, không chơi nữa. Hết quạo luôn. Dạ, cho anh chơi một mình, quạo một mình luôn. Có cẩu thả gì không? Dạ, anh này thì ảnh ngăn nắp hơn em. Dạ. Lúc mà em mới quen vợ á, đi qua nhà chơi á, là em sẽ quan niệm là con gái là phải gọn gàng, sạch sẽ này kia á. Là cái việc đầu tiên là phải vô nhà vệ sinh với lại vô phòng ngủ để kiểm tra. Mà em vô phòng ngủ bao giờ em mở cửa ra một cái là em lắc đầu luôn. Như biết rồi đúng không? Như một cái chuồng heo. Bây giờ vợ nè. Ừ, vợ nè, đặc xấu vợ nè. Em cũng trước mắt là bề bộn mà phải không? Thì vợ thì có cái bề bộn với lười biếng. Nhưng mà chẳng qua là do ở nhà là con một á. Mà mẹ với ngoại thì cưng. Rồi đi học thì nói chung còn nhỏ đi học là lo hết cho tất cả, không có bắt làm gì hết. Lớn lên đi làm thì cũng vậy, đi làm xong về mệt thì chỉ có nằm ngủ thôi. Nên là thành ra có một cái thói quen á. Nên là giờ ỷ nại, không có chịu làm gì hết, cứ nằm ngủ thôi. Rồi còn sao nữa nè? Còn xấu gì nữa không?
Có hào phóng hay là hào phóng xài lắm. Tiền kỹ? Nước là em cần tiền là cho. Cho tiền xài thoải mái lắm. Nhưng mà tới lúc em xài tiền thì bắt đầu anh xài cái gì, tại sao hết, sao mới cho đã hết. Em bắt đầu bắt em ngồi kể ra là đã xài những gì. Em con trai mà làm sao mà em có thể nhớ được là em đã xài cái gì được. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Vợ thì nói chung là do thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là con một, do cái suy nghĩ thôi. Mình chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ thôi, nhận thức nó sâu xa thêm xíu để sau này có con cái này kia còn lo. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì đối với em á thì chồng em những cái tật xấu đó là nó không có đáng, nó không có gọi là mình cần phải thay đổi, nhưng mà em muốn chồng em phải tiết chế lại những cái cảm xúc của ảnh. Thì nhiều khi á ảnh nóng giận lên á, nhìn ảnh rất là hung dữ, đi lái xe ra đường á thì anh chạy chậm lên một chút, tại vì ảnh mỗi lần anh chạy rất là nhanh, nên là em kiểu như bị mắc cái lòng tin khi mà ngồi xe với ảnh. Mỗi lần vợ chồng đi với nhau đều cãi nhau vì chạy xe hết. Em là mong muốn cái gì là kiểm soát lại, đúng không? Cái đó là cái mong muốn mà nhiều nhất luôn á. Còn mong muốn thay đổi điều gì nữa? Dạ, trong cách thể hiện tình cảm vợ chồng ảnh khô khan quá, nhẹ tay một chút, cái kiểu như là ví dụ mỗi lần ảnh định ôm em thì anh trước khi ôm thì anh không có lại gần, anh ôm là đứng từ xa, anh kéo giật em lại, giật một cái bắt đó, đúng bạo quá. Vợ chồng mà đứng kế nhau là lúc nào cũng phải trầy da tóc giải một cái phần nào đó, nên là trời, em bạo lực vậy luôn á hả Cưng? Dạ không có, kiểu giống như là hai vợ chồng mà đang nằm kế bên nhau bấm điện thoại á, xong cái có cái gì đó hay hay hoặc là cái gì đó tình cảm em muốn cho vợ xem á, là em thường là em quàng cái tay qua cổ để em ôm vợ vô. Vợ thì hay nằm gần cái tay, xong cái lúc em giơ tay lên thì nó lại quệt vô mặt hay là quệt vô lỗ tai, mà nó có cái bông tai á, nó giật cái đầu, cái bắt đầu quay vô quậu luôn. Thế xong hai đứa đang ở trong thời kỳ gì biết không? Cái hôn nhân đầu á, cái hôn nhân đầu, những cái tháng đầu, những cái năm đầu tiên á là cọ sát với nhau dữ lắm. Cọ sát về cá tính nè, cọ sát về sở thích nè, cái lý tưởng nè, đủ thứ hết trơn để cọ sát với nhau. Thành ra là đứa nào cũng có một cái thói quen từ nhỏ cho tới thời điểm này, cho tới thời điểm lấy nhau. Thành ra là cái thói quen đó nó ăn vào bản thân mình rồi. Cho nên bây giờ á, mỗi đứa phải tự gọi là mình mài cái thói quen của mình đi cho nó khớp với lại cái thói quen của đối phương. Rồi, thay đổi chút xíu thôi. Dạ. À, thì để còn chi, để còn chuẩn bị chào đón một em bé ra đời nữa, đúng không? Dạ. Thôi, chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ như thế này mãi mãi nha. Dạ. Xin chào em.